360. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu máy chiếu mới đến từ hãng Tico, đó là mẫu T8 HD cộng Wi-Fi, một mẫu máy modem mới 2020. Đây là phiên bản nâng cấp của chiếc máy chiếu Tico T8 HD. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy máy ra. Mình đã lấy máy ra khỏi hộp đây. Thì bên trong hộp chúng ta sẽ có thứ nhất là gồm máy chiếu của chúng ta và một hộp phụ kiện đi kèm đây. Đầu tiên là về phần hộp phụ kiện thì các bạn thể thấy gồm bên trong thứ nhất là có một cái dây nguồn này, một dây VGA và được tặng kèm thêm một cái dây HDMI 1.5m, hai dây tín hiệu này là đều là 1.5m hết, và một túi phụ kiện đây nữa. Thì cái túi này thì bao gồm thứ nhất là remote, sách hướng dẫn sử dụng và một sợi dây AV, và có thêm một cái cầu chì thay thế ở đây. Đó là những cái phụ kiện đi kèm bên trong máy. Đây, trước mặt các bạn là chiếc máy chiếu Tico T8 HD cộng Wi-Fi. Thì đầu tiên mình sẽ đi sơ lược về phần thiết kế của chiếc máy chiếu này trước. Toàn bộ thân máy được bao phủ bằng một lớp vỏ nhựa nên là cho cảm giác khá là nhẹ nhàng. Và chiếc máy cũng sẽ là khá là thon gọn so với cái phần mà vỏ hộp bên ngoài. Các bạn có thể thấy mặt trên của nó được bằng lập một lớp nhựa phủ bóng, và nổi bật lên là dòng logo của Tico đây. Các bạn có thể thấy dòng logo của Tico. Bên cạnh nó thì có một cái giải để chúng ta có những cái đèn báo hiệu, đèn tín hiệu ở đây. Thì khi bạn cắm nguồn sẽ có đèn báo hiệu nguồn ở đây nha. Còn những cái phím chức năng, phím điều hướng thì được bố trí nó xích lui lên phần trên một chút. Và những cái phím này nó được thiết kế khá là to nên là các bạn thao tác cũng khá là dễ dàng, cảm giác bấm khá là dễ thôi. Đó thì gồm có nút nguồn, nút xuống là chọn cổng vào, menu, các phím điều hướng di chuyển lên xuống, qua lại và phím OK. Đó là về phần mặt trên của máy chiếu. Mặt sau của máy chiếu thì các bạn để thấy là được bố trí các cổng kết nối. Thì các bạn để thấy đầu tiên là con mắt nhận tín hiệu hồng ngoại ở đây, cổng VGA in, hai cổng USB, hai cổng HDMI, một cổng audio để chúng ta lấy âm thanh ra và một cổng AV. Bên dưới là nơi cổng cấp nguồn và một cái công tắc nguồn ở đây. Và nó thêm một cái cổng mạng LAN ở đây nữa. Đó là về phần các cổng kết nối được bố trí ở mặt sau. Cạnh bên là nơi bố trí giải loa và khe tản nhiệt của máy. Mặt trước các bạn có thể thấy, đầu tiên sẽ là dễ tượng nhất chúng bạn là cái ống kính ở đây. Ống kính nó sẽ được bố trí phần lệch một bên so với máy như thế này, và thêm một con mắt nhận tín hiệu hồng ngoại ở đây nữa. Cạnh còn lại các bạn có thể thấy là thêm một cái loa bên này. Vậy là tổng cộng chúng ta sẽ có hai loa hai cạnh, với tổng công suất là hai loa, là mỗi loa 5W, 5x2 là 10W tất cả nha. Cạnh bên này thì nó sẽ bố trí một những cái phần con lăn để chúng ta lấy focus cũng như là cây stone cho hình ảnh. Nó sẽ bố trí trong cái khe hõm này để chúng ta có thể là vặn lấy nét focus cũng như là chỉnh vuông hình cây stone. Mặt dưới của máy, đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó nổi bật lên là cái tem bạc của sản phẩm đây. Các sản phẩm chính hãng của Tico thì đều có cái tem bạc này và số series của máy, và có thêm cái logo của Tico đây. Khi xuất xưởng nó sẽ đều có cái tem như cái tem này. Bạn lưu ý khi chúng ta phân biệt hàng chính hãng với hàng nhái. Sẽ có thêm 4 cái lỗ để chúng ta bắt ốc của giá treo máy chiếu khi chúng ta cần treo lên, nhưng chúng ta sẽ là tiết kiệm diện tích hơn. Nó sẽ có những cái chân để chỉnh độ nghiêng của máy khi chúng ta đặt ở dưới bàn như thế này. Đó là chân, một chân, và bên này một cái chân đằng trước đây nữa để chúng ta chỉnh cái hướng góc nghiêng của máy. Đó là sơ lược tổng quan về thiết kế của chiếc máy chiếu Tico T8 HD cộng Wi-Fi. Thì mình sẽ điểm qua một số thông số nổi bật của chiếc máy chiếu này. Với cường độ sáng của máy chiếu là 4000 lumen, sử dụng cái công nghệ là LED, nó cho chúng ta cái tuổi thọ bóng nó lâu hơn so với những cái dòng bóng halogen. Độ tương phản là 5000:1 và độ phân giải thật của máy là 1080 UHD. Máy đang chạy hệ điều hành là Android 6.0, có khả năng kết nối Bluetooth 4.0, RAM 1GB, ROM 8GB, có thêm chức năng là chia sẻ không dây từ những dòng điện thoại lên. Đó là một số tính năng nổi bật của chiếc máy chiếu Tico T8 HD cộng Wi-Fi này. Nếu bạn nào mà có quan tâm đến sản phẩm, chúng ta vui lòng kích vào cái đường link bên dưới phần mô tả của video này. Xin cảm ơn tất cả các bạn.